giới để thức ăn cách đêm. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới, tỳ kheo đồng phạm, đại thừa đồng chế. Giới này thuộc chế tội. Luật Nhiếp nói: bởi việc trái pháp nên Phật chế giới này. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại núi Kỳ Xà Quật, tôn giả Ca La thường xuyên ngồi thiền quán tưởng. Lúc vào thành khất thực bèn nghĩ: ngày nào cũng đi khất thực, vừa mệt mỏi lại vừa cực nhọc, chi bằng hôm nay ta ăn thức ăn xin được trước, còn thức ăn xin sau để lại ngày mai. Liền thực hiện như ý nghĩ. Các tỳ kheo vào lúc ăn sáng và lúc ăn trưa không thấy thầy Ca La, nghi là thầy đã qua đời hoặc đi xa. Sau đó thấy bèn hỏi, biết lý do, bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni để dành thức ăn cách đêm, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: luật dạy thức ăn cách đêm là hôm nay nhận để đến sáng hôm sau. Những thức ăn ấy đối với tất cả sa môn thích nữ đã thọ đại giới đều gọi là thức ăn không thanh tịnh. Luật Thập Tụng nói: tỳ kheo ni chưa đưa tay nhận thức ăn mà cùng ngủ với nó gọi là nội túc. Nếu đã đưa tay nhận và cùng ngủ thì gọi là tàn túc thực. Nội túc nói đủ là nội túc thực, là thức ăn cùng với tỳ kheo ở một chỗ trải qua một đêm. Đó là một trong những loại thức ăn bất tịnh, tỳ kheo ni không được dùng, nếu dùng đều phạm đột kiết la. Tàn túc thực, thức ăn còn dư để cách đêm cũng là loại thức ăn bất tịnh. Tỳ kheo ni không được dùng, nếu dùng phạm ba vật đề. Thức ăn bất tịnh của tỳ kheo ni là thức ăn thọ không đúng pháp hoặc không đúng thời. Thức ăn có hai loại là thức ăn chính và thức ăn phụ. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu cất thức ăn qua đêm rồi lấy ăn, một miếng nuốt là một ba vật đề. Hoặc là thức ăn phi thời và quá thời hạn phi thời mà ăn phạm ba vật đề. Thuốc 7 ngày hoặc quá 7 ngày mà uống, ăn phạm ba vật đề. Thuốc trọn đời vô cớ lấy uống phạm đột kiết la. Thức ăn để cách đêm biết là đã để cách đêm mà ăn phạm ba vật đề. Thức ăn để cách đêm nghi phạm đột kiết la. Không phải thức ăn cách đêm nghi phạm đột kiết la. Luật Tát Bà Đa nói: cùng ngủ với thức ăn có ba cách. Một, hoặc đã nhận thức ăn rồi, nghĩ rằng mình đã nhận. Nếu cùng ngủ một chỗ với thức ăn ấy hoặc không ngủ, nếu để qua một đêm phạm đột kiết la, nếu lấy ăn phạm ba vật đề. Hai, nếu tự tay cầm ăn gọi là ác tróc. Lúc cầm phạm đột kiết la, nghĩ là đã trải qua đêm cũng phạm đột kiết la, lúc ăn phạm đột kiết la. Ba, hoặc thức ăn mà không nhận không cầm, nghĩ rằng đã cách đêm phạm đột kiết la, ăn cũng phạm đột kiết la. Không kể ngủ chung hay không ngủ chung, nhưng nghĩ rằng đã có thức ăn, đó gọi là nội túc thực. Nếu tỳ kheo ni khác ăn thức ăn mà mình ngủ chung thì không lỗi. Luật Thập Tụng nói, có hai loại xúc thực, ăn không có lỗi. Một, tỳ kheo ni thanh tịnh lỡ đụng vào. Hai, tỳ kheo ni phá giới không biết hổ thẹn đụng vào. Thức ăn của cõi trời quá ngọ được ăn, vì đối với cõi người thì nó không có thực có thể dùng trong 7 ngày. Bộ Ni Đà Na nói, bánh hoặc trái cây ăn còn dư đem cho Sa Di Ni, sáng hôm sau được nhận lại ăn. Nếu có ý hy vọng được nhận lại thì lúc đưa cho phạm ác tác, lúc ăn phạm tội đọa. Nếu không có tâm hy vọng thì không phạm. Luật Thiện Kiến nói, nếu nhiều tỳ kheo ni cùng đi chung, chỉ có một Sa Di Ni, thì những vị tỳ kheo ni ấy phải tự mang sách lương thực của mình. Đến giờ ăn, mỗi người tự lấy phần ăn của mình. Sa Di Ni nhận phần ăn rồi, thưa với các tỳ kheo ni rằng, nay con xin đổi phần ăn của Sa Di Ni cho đại tỷ. Đổi rồi, đổi tiếp cho vị kế, lần lượt cho đến hết số tỳ kheo ni ấy, sau đó ăn thì không phạm. Nếu Sa Di Ni không hiểu phép này, thì tỳ kheo ni lấy phần ăn của mình đưa cho Sa Di Ni, rồi theo thứ lớp mà đổi, ăn thì không phạm.
Dưới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. 1. Thức ăn đã để cách đêm. 2. Biết đó là thức ăn đã để cách đêm. 3. Đã nuốt thức ăn qua khỏi miệng. Chế chung. Tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học, thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni, phạm đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là thọ thực còn dư để cách đêm đem cho cha mẹ, người làm tháp, thợ làm nhà, tính ra giá tiền mà cho, vào lúc khác đi khất thực tới người đó nhận thì được. Nếu bát bị nứt hở, thức ăn dính vào, phải cạy ra cho hết. Rửa sạch, đã rửa đúng pháp rồi, nhưng vẫn còn dính lại nơi kẻ hở, rửa không ra, thì không phạm. Nếu trong đêm nhận bơ, dầu, mỡ, dùng rửa mũi, nếu chúng chảy xuống miệng nên nhổ bỏ, còn dư tí chút nuốt không phạm. Luận Ma Đắc Lạt Già nói, nếu người bệnh mà nghèo, dầu có chứa bơ, dầu dư để dùng thì không phạm, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.